bát năm bát nha mọi người ơi. Hơn cái loại gân màu đen trước một xíu đó. Nói chung là mỗi cái nó có cái lợi thế hay riêng, chứ không phải là bát gân đỏ nó nhỉnh hơn nhiều nha mọi người. Đó, không phải là vậy nha, nó mỗi bát gân đen nó có cái hay riêng của nó đó. Mọi người muốn bát đen bát đỏ mình có hết. Ở đây đi kèm cho mọi người là hai cái lò chép nha, một cái chép lớn 350, một cái chép 250 nha mọi người, chép loại một nha, một cái chung 100. Giống như cái chép thì nó có tới 4 loại mà đây là cái chép loại một nha. Rồi đi kèm một cái bo mạch giống của bản Alex 9,5 củ nha mọi người. Đi đây mình đã chỉnh như thế này là hát hay nha. Mình thấy con này mình nếu mà anh chị có giọng khỏe một xíu á, cái giọng mình đã có vang sẵn một xíu mình tắt echo hát luôn. Nó rất là hay, sử dụng reverb thôi. Đấy. Còn nếu mà anh chị hát mà không quen á, mình lên echo delay mình lên cứ lên tầm khoảng 11 đến 1 giờ. Đó. Nó âm lượng thì mình sẽ để như thế này để mình giảm trên điện thoại rồi về tầm khoảng 3 đến 5 nấc để mình chủ động âm lượng chỉnh cho điện thoại không cần tới lo. Mic chép nè, mic chung nè, mic bass nè. Đó, cứ chỉnh như vậy là hay nha mọi người. Mic von, reverb nè, mình sử dụng chủ yếu reverb. Hồi nãy mình hát mình tắt echo mình lại thấy nó hát nhẹ. Đó. Ra cái giọng thật nhất của mình. Rồi đặc biệt cái chức năng con lo này nó nổi bật ở cái điểm là thứ nhất là công nghệ mới. Xài công nghệ mới, nó tiếp nối cái sự thành công của con 10K15 Alex Bass 4 tấc. Bán rất chạy rồi và bên cạnh là cũng có rất là nhiều khách hàng hỏi con phiên bản 5 tấc. Đó. Cái thứ nhất là công nghệ mới, bass mới nha mọi người, bass mới và bốn loa là cái điểm nhấn của con loa này. Nó có hai chép hai bên, nó sẽ phủ gọi là cái âm thanh nó sẽ bao phủ hơn, có cái độ bao phủ tốt hơn, đánh được phóng đi xa hơn nha mọi người. Và cái thứ tư là nó có TWS kết nối được hai loa không dây. Thay vì những cái loa truyền thống mình chỉ xài cái kết nối qua dây qua cái ngõ này thì đôi lúc âm thanh nó sẽ bị đánh dồn kiểu 73. Đánh dồn kiểu 73 nó lại mất hay hoặc là 64. Đó. Nhưng mà con loa này nó xài công nghệ mới là TWS. Đó. Công nghệ này thì nói chung là mình đã thấy rồi, 2022-23 là đã có rồi. Đó, nhưng mà rất hiếm mẫu loa nào có. Đó. Và cái thứ năm con này nó có đặc biệt là hỗ trợ cái chung của nhạc nha. Là rõ lời của bài hát và đặc biệt là chung của mic. Nó hỗ trợ cho nó nâng tông cho những anh chị giọng yếu nè. Giống như nãy mình lên chung nhiều và reverb nhiều và mình tắt echo mình hát nó vẫn nhẹ luôn nha mọi người. Cái chức năng thứ 6 là nó vang, hiệu ứng vang nó vang kiểu giống như là vang cơ, vang số chỉnh cơ, vang số chỉnh cơ. Kiểu dạng vậy. Echo nè, nó có echo delay nè, echo delay thì mình chỉnh nó tương đương nhau nha anh chị. Còn ở đây mình sẽ đang sử dụng repeat reverb mình cho 1 giờ nè.
1 giờ đến 2 giờ là mình hát rất nhẹ nha, mid phone nha. Còn cái này là hai ngõ guitar, hai ngõ micro có dây luôn. Đấy. Và đặc biệt là con này nó chất âm nó giống như là cinema, mọi người thấy không? Digital cinema sound. Đấy. DSP digital. Âm thanh rất là chuyên nghiệp, có chỗ kẹp bình rời. Con này đi kèm một cái bình 20. Mọi người có thể muốn độ lên bình 30 hoặc là muốn độ thêm cái mạch này co công suất nó mạnh hơn nữa. Bên mình có hỗ trợ luôn nha, bên mình có sẵn mạch. Đó. Và muốn độ lên cái mic nó hay hơn nữa thì bù tiền thêm. Đó, nhưng mà cấu hình này là mình thấy là đã ok rồi nha mọi người. Thì ở thời điểm hiện tại thì cấu hình nó khoảng nói chung là trên dưới 11 củ, thì giá nó sẽ thay đổi theo thời gian nha mọi người. Cái họa tiết cái lưới rất là đẹp nha. Đấy. Còn một cái điểm nhấn trên cái mic nữa. Cái mic cái lo này thì nó có nhiều đời mic, mic này là mic bên mình độ rồi. Đấy. Đã có chỉnh tăng giảm lượng và mic full kim loại nha mọi người. Cho mọi người cùng đeo tai nghe và cảm nhận một số đoạn nhạc, cảm nhận chất âm. Hôm qua nổ được một quả chuối. Cảm nhận chất âm nha mọi người. Đấy, nghe cái chép không? Hai cái chép là một cái lợi thế như vậy đó. Nghe ao có tiếp rất là đã, ngoài trời rất là phê luôn. Hai chép nghe trong nhà thì nó dư, nhưng mà ra ngoài trời nghe rất là đã, nó có tạo độ phụ quá. Một mình à ơi, tao dùng sân đình thương anh một mình, hai bên gặp một hai bên mình mọi người. Nhớ con này nó có hơi có một cái vết sơn, nó bị lem quê nhà. Đấy, thì nếu mà chị lấy thì em bớt cho anh chị khoảng 300, bớt cho mình 300 nha. Đó. Con này là bên hãng mới vừa giao qua. Sông Đà buông nắng, nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê, ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ. Remix. Mình sẽ lên từ từ để tránh giật mình hàng xóm mọi người. Khoảng âm lượng trên lo để khoảng 2 giờ. Chơi quá tốt rồi nha mọi người. Mình nghĩ là mình không cần đi quá xa đối với những anh kẹo kéo anh mới đi xa thôi.
còn đối với mày là đi quá ok rồi. Nó hơi giật khi mà mình di chuyển hơi nhanh một cái là điện thoại nó hơi giật nhẹ nha mọi người, thấy không? Đấy. Với lại khi mà điện thoại mình nóng á, nãy giờ mình quay ngoài trời còn nhiều, điện thoại mình nóng nó sẽ bị giật, hoặc là wifi yếu nó cũng sẽ bị giật nha mọi người. Nếu mọi người thấy để xe chạy ngang nó sẽ bị giật, tại vì là cái mẹo để mình chơi bluetooth nó xa nhất mà mình ngồi bên hông cái bo mạch, và hạn chế vật cản giữa điện thoại và cái loa nha mọi người ơi. Đấy là cái mẹo cho mọi người chơi được bluetooth nó xa nhất nha. Con này thì nếu mà thật sự điện thoại mình đi ví dụ như iPhone qua iPhone 13 mình cam kết cho mọi người đi phải 30 đến 50 mét. Còn nếu mà những dòng điện thoại thường thường hoặc là điện thoại cũ quá nó bị rớt nhiều quá thì nó đi cũng khoảng dao động tầm khoảng 10 mấy 20 mét, 30 mét là bình thường. Vừa rồi là test cho mọi người là 20 mét ok đấy mọi người ơi, không cần đi xa quá ha. Nhận thông báo khi giá khách sạn giảm, thế bạn có thể đặt phòng với giá tốt nhất, tải về ngay. Hay mát lạnh sợ phải cắt dễ anh thì không sợ. Ok bây giờ là bằng hát karaoke nha mọi người. Mỗi bước hiện đây một đoạn nhạc nhẹ và sau đó là một đoạn remix và một đoạn bolero nếu mà có thời gian đủ nha mọi người. Này đoạn này thì nhạc nhẹ nó không có bass chép, chủ yếu cho mọi người cảm nhận cái độ nhẹ của micro nha. 6 7 8 xong vậy mình đang tắt eco để mình hát thử nó nhẹ thế nào nha mọi người. Eco đang tắt luôn, tắt để hát thử. Một nụ hôn cuối rồi tạm biệt nhau, ngày mai mình sẽ
rồi. Mọi người mọi nơi tìm hạnh phúc mới, để không ai phải phiền lụy đến nay, dù cho ngày mai nỗi đau còn dài và yêu thương anh cũng không tồn tại. Ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai, tìm kiếm cho mình một người về vai. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ chia tan, thì chắc có lẽ sẽ không đau vậy. Yêu đương buồn vắng. Cảm ơn mọi người thấy là em sơ khác là đang tắt ego hẳn luôn nha mọi người, tắt ego luôn nha. Mà nó rất là nhẹ. Sáu sáu bảy tám. Mình đang tắt hẳn echo và chỉ sử dụng reverb thôi nha mọi người. Em về thăm quê của anh em ơi. Ghi gây cái tay. Mình sánh tươi với ăn rụng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lại ngã lên cành lúa. Nha mọi người. Địa chỉ bên em là C3 C2.